Còn ở đây Đức Phật nói cái sanh tử xí nhiên, tức là nó nối tiếp với nhau đời này đến đời khác. Một đời chúng ta sống ở đây chịu không nổi rồi. Rồi đến thứ hai nữa, có ráng chịu đựng chồng mẹ chồng rồi, bây giờ cho ở riêng hơi mừng mừng, cái sanh con nó lớn nó bất hiếu, trời ơi cái đó khổ dữ lắm. Cái đó khổ không còn chỗ nào tưởng tượng hết. Nó đi ăn cắp mà nhà đâu phải nghèo, nó đi phá làng phá xóm đâu có dạy. Sanh tử bất sanh tâm, sanh ngưu vô sanh giác. Sanh con chứ ai nở sanh lòng. Con trâu mẹ nó đẻ con trâu nghé ra chứ nó đâu có đẻ cái sừng. Nó cong nó quẹo sao ráng chịu. Cho nên cái khổ này hết sức là khổ. Đây tôi nói cái chuyện rất là thực tế cho quý Phật tử nghe. Mình học Phật mà nói thiệt, không có nói dối. Có một bà Phật tử ở thành phố, hôm nọ tôi về chùa Quỳnh Kim tôi giảng, thì sau cái giờ mà giải lao đó, bà Phật tử bà đến bà nói với tôi thế này, nó bạch thầy, con không phải là Phật tử là con tự tử con chết rồi, con khổ quá. Thì tôi lại nhìn cái bề ngoài, cái hình tướng đó của cô Phật tử này thì sang trọng lắm, nội cái quần áo dài dép rồi vàng dòng thì không có gì khổ hết. Tôi mới nói tôi nhìn cô thì không thấy gì khổ hết, nhưng chắc ở trong nó khổ. Thôi nói cái ở trong nghe đi, chứ ngoài thì không khổ rồi. Bà nói bạch thầy, không khổ sao được, con có ba đứa con, mà cái thằng con trai lớn á, năm nay 32 tuổi mà không có việc làm, đi đâu thì không biết, cứ nửa tháng tháng nó về nó biểu đưa 20 triệu, mà không đưa nó xách dao nó hâm, ông nhà tu thì đau tim, mà không đưa thì ổng chết. Cho nên tôi mở tủ tôi đưa, mà thầy biết không, tôi đưa thì tôi khổ vô cùng. Thôi mới có 1 đứa à, rồi quý vị suy ra thêm 2 đứa nữa thì khổ cỡ nào. Nhà của con á, tài sản mà con gửi tiền ở trong ngân hàng Pháp Á đó, 1 tháng lãnh ra 32 triệu tiền lời. Như vậy cái gia đình đó hạnh phúc không? Có ăn có mặc dư giả không? Như vậy nếu mà mình nói đó, khổ vì tiền vì bạc, thì cái gia đình này không khổ vì tiền vì bạc, không khổ vì quần vì áo, không khổ vì nhà vì cửa, mà khổ vì con bất hiếu. Còn thôi bây giờ con nói cho thầy biết, 2 đứa con gái đó, nó không có chồng mà đi đâu không biết. Rồi lâu lâu đó, nó nhắn người về nó biểu đưa tiền nó trả nợ. Rồi cũng phải đưa, chứ giờ không lẽ không đưa nó rồi nó nghèo nó khổ rồi sao. Cho nên vì thương con mà khổ. Chứ bây giờ nếu như mình nghĩ đó, thôi kệ hát nó làm gì làm, nó ráng nó chịu thì không có khổ. Quý vị làm được việc đó không? Bổn phận làm cha làm mẹ làm được. Con nó từ cha mẹ, nó bỏ cha mẹ, chứ cha mẹ không có bao giờ bỏ con. Bởi vì sao? Tạo hóa đã sanh ra con người mình, khi mà khóc nước mắt nó chảy xuống chứ nó không có chảy lên. Chừng nào mà khóc nước mắt nó chảy lên đó, là cha mẹ bỏ con. Còn khóc mà nước mắt nó chảy xuống là cha mẹ không có bỏ con. Rồi cái câu chuyện thứ hai nữa là tôi có một cô Phật tử hiện giờ ở Bà Rịa đó. Con thì bị ở tù ở trong cái trại Phước Cơ 15 tuổi mà đi ăn cướp xe người ta giết người chết. Gia đình thiệt dạ. Đi theo bạn bè chơi nó rủ đi ăn cướp. Rồi cứ mỗi nửa tháng đó, thì má xách cơm vô nuôi 1 lần. Rồi mẹ với con ôm với nhau khóc rồi về. Biết làm sao hơn, nói nó không nghe. Bây giờ nó phạm pháp thì luật pháp phải nghiêm trị nó chứ. Không nghiêm trị nó rồi để người khác như vậy nữa thì xã hội nó ra làm sao. Cho nên tốn tiền nuôi con, tốn tiền đủ thứ việc, rồi còn mang cái tiếng xấu ở đời. Cho nên như vậy đó, tôi nói cái khóc cái khổ trong cái đường sanh tử, mà không phải chỉ sống với chết không mà khóc,
mà có những cái khóc còn sống trời sơ sờ đó mà khổ. Như vậy để quý Phật tử thấy Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ ràng, mà dạy rất là kỹ, không sót chỗ nào hết. Bởi vì mình không tin, không nhận, mình không học, không hiểu, mù mờ, mình thấy chắc không có đâu. Nhưng mà thực tế đó, mình nhìn mình thấy cho rộng cho xa một chút thì quá rõ ràng. Cho nên chúng ta kết luận lại, trong một khoảng đời 60 tuổi, 70 tuổi mà chúng ta khổ không biết giấy mực nào tả cho hết. Như vậy cái con đường luân hồi sanh tử vô lượng kiếp trước và nối tiếp con đường sanh tử ở tương lai cũng vô tận nữa, cái khổ của chúng ta cỡ chừng nào. Cho nên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm nói, nước mắt của chúng sinh đổ xuống cho sự đau khổ ở trần gian này nhiều hơn nước của bốn biển đại dương. Như vậy một con người sống mà khổ như vậy thì chúng ta nhân ra nhân loại trên quả đất này khổ thì có phải bằng một biển không? Đó là một đời này, còn nhiều đời nhiều kiếp trước khổ nữa thì chồng chất lại có phải bằng bốn biển đại dương không? Nói thì dường như không có thật, mà mình suy nghiệm ra nó rõ ràng thì đúng như vậy, nhiều hơn nước bốn biển đại dương. Cho nên bây giờ mình hiểu được đạo lý, mình biết sự tu hành, mình muốn mong ra khỏi con đường sanh tử đó. Mà hễ người nào thoát ra khỏi con đường sanh tử đó thì người ấy mới gọi là giải thoát, mới gọi là giác ngộ. Chứ còn không á thì cứ lòng vòng ở trong cái sự lẫn quẩn, nó chẳng khác nào như con kiến bò ở cái miệng chén. Bò cái thân hình của nó nhỏ, cái miệng chén của nó to, nó bò dường như nó thấy xa lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng ở trong cái miệng chén đó, vòng vòng cái miệng chén đó chứ không ra. Mình cũng thế, mình khi lọt lòng ra mình nghĩ cho đến 80-90 tuổi e rằng dài lắm. Mình dông rủi, quẩn đãi, lười biếng, đủ thứ mọi việc, chạy theo trần, chạy theo cảnh, chạy theo danh, chạy theo lợi. Rồi rốt cuộc mình cũng lẫn quẩn ở trong cái dòng luân hồi sanh tử không có ra khỏi. Vì vậy Đức Thế Tôn Ngài thương chúng ta, Ngài vì chúng ta, Ngài bỏ tất cả những cái riêng tư của Ngài, Ngài làm một cái việc làm vì mọi người, vì tất cả chúng sinh. Cho nên kinh pháp của Phật, lời dạy của Phật là một cái phương thuốc thần diệu chữa lành cái bệnh, tâm bệnh của chúng sinh. Nói ở đây tức là khổ não vô lượng. Trong nhà Phật có những cái từ ngữ rất là đặc biệt, như là vô lượng, vô biên, nó nhiều quá. Bởi vì mình nói từ con số 1, con số 2 đến con số 10, con số 100, con số triệu mình còn đếm được thì chưa gọi là vô lượng. Mà cái gì không thể dùng con số để mà đếm tính được thì Đức Phật tạm dùng cái từ vô lượng, vô biên. Cho nên cái nỗi khổ trong đường sanh tử của chúng sinh không có số đếm, cho nên Đức Phật mới mượn cái từ là khổ não vô lượng. Phát đại thừa tâm. Như vậy trước hết Đức Phật nêu lên cái quả khổ. Đến cái phần thứ hai Đức Phật mới chỉ cái phương pháp để mà diệt khổ. Thì cái phương pháp đó là phát đại thừa tâm. Giờ tôi nói cái tâm cho quý vị hiểu.
có nhiều Phật tử nói như thế này: cái tâm của tôi như vậy, cái tánh của tôi như vậy, cái ý của tôi như vậy. Ai có khuyên gì mình thì mình đổ thừa tại cái tâm tôi như vậy, tại cái tánh của tôi, tại cái ý của tôi như vậy. Nhưng mà mình không biết nó ra làm sao. Nói cái tâm tôi chứ không biết nó ra làm sao. Thì ở đây chúng tôi giải thích để cho quý Phật tử thấy cái tâm của mình nó ra làm sao. Mà mình tự hào, mình vỗ ngực, mình nói tâm mình, tâm tâm tôi. Cái tâm của chúng ta là cái tâm phàm phu, cái tâm ích kỷ, keo kiết, độc ác, thù hằn, vua nịnh. Cái tâm của mình là tâm đó. Thế thì bây giờ mình tự xưng là cái tâm của tôi, tức là cái tâm độc ác, cái mắng chửi, cái tâm rủa xả, cái tâm tị hiềm. Cái tâm đó là tâm của mình. Tuy rằng nó không có hình tướng, mình giờ bắt nó không được, không thấy nó vuông tròn dài ngắn ra thế nào. Nhi tâm vô sắc, bất khả kiến thụ. Cái tâm nó không có hình tướng, nó không có màu sắc, nó không có nắm giữ được. Bất khả kiến thụ, không thể thấy, không thể nắm bắt được. Nhưng mà chúng ta nói rằng không có tâm thì không được. Cũng thí dụ như hư không thì chúng ta đâu có thấy được. Ai nắm bắt được hư không? Nhưng mà không có hư không thì chúng ta sống không có được. Bây giờ cái hòn đảo Phú Quốc nó có ở ngoài khơi biển Đông đó, nhưng mà chúng ta không có dịp đến đó, chúng ta không thấy. Như vậy cái chúng ta không thấy, chúng ta bảo rằng không có thì không đúng. Cho nên cái vật hiện hữu nó đã có sẵn ở ngoài biển Đông đó hàng triệu triệu năm, nhưng rất tiếc là chúng ta chưa có dịp đến đó để xem. Nhưng cái đảo Phú Quốc vẫn có hàng bao nhiêu thế kỷ ở đó rồi. Cho nên những cái gì quý vị không thấy thì quý vị đừng có vội rằng nói không có. Cái tâm đâu có thấy mà nói rằng không tâm thì không được. Cho nên lúc bình thường mình không thấy cái tâm, nhưng mà khi mình bị ai chửi, mình thấy cái gì nó lợi trước mắt, thì bây giờ quý vị thấy cái tâm nó hiện lên liền. Khi mình thấy một cái Phật sự cần làm, mình phát cái tâm dũng mãnh để mà chung lo Phật sự, đó là cái tâm mình lo, chứ đâu phải cái miệng mình lo, cái thân mình lo được. Khi có một cái tiếng mà người ta mắng chửi, mình nghe cái tiếng mắng chửi đó rồi khởi lên cái tâm giận dữ, cái tâm hung bạo, là cái tâm. Như vậy đó, hàng ngày chúng ta sống với cái tâm này đó, thiên hình vạn trạng, đủ thứ hết. Sáng thức dậy sớm, bước cái chân xuống giường rồi thì cái tâm làm việc, cho đến lúc chúng ta leo lên mùng vào giấc ngủ, nhưng chưa có phải nó làm thinh đâu. Trong giấc ngủ còn chiêm bao. Như vậy cái cảnh chiêm bao ở trong giấc ngủ đó cũng do tâm hoạt động. Cho nên mình thấy nó rất là tế nhị và rất là thù thắng. Dù rằng cái việc không thấy trước mắt mà nó hiển hiện cùng khắp, không chỗ nào thiếu cái tâm. Nếu gặp việc thiện mà mình phát khởi cái tâm làm việc thiện, đó là thiện tâm. Khi mình gặp cái hoàn cảnh độc ác, hung bạo, tham lam, khởi lên cái tâm, đó là cái tâm vọng tưởng, cái tâm phàm phu, cái tâm ác. Cho nên do vậy chúng ta mới định nghĩa tâm là một
cái vật vô hình vô tướng mà nó điều khiển toàn bộ cuộc sống của con người. Cái tai đâu ăn cắp được, cái miệng đâu chửi được, cái thân đâu có đánh đập được, mà phải do cái tâm nó phát khởi rồi cái tai, cái thân, cái miệng mới hành động được. Cho nên nói phát đại thừa tâm, tức là mình bỏ cái tâm nhỏ hẹp, cái tâm bọn sẻn, cái tâm thù hằn ác độc, mình khởi lên cái tâm rộng lớn. Chữ đại thừa có nghĩa là cái cổ xe lớn, chữ thừa có nghĩa là sức chở. Cái chiếc xe đạp nó có khả năng chở được một người, cái xe gắn máy nó có khả năng chở được một người, ráng thì được hai người nhưng không bảo đảm, bị phạt. Cái xe lam thì chở được 10 người, cái xe tốc hành thì 15 người, tức là cái sức chuyên chở của chiếc xe nó gọi là thừa. Còn cái chiếc xe lửa, chiếc tàu lửa nó chở hàng ngàn người, như vậy cái chiếc xe lửa tạm gọi là đại thừa. Còn tiểu thừa là chiếc xe nhỏ, mình tạm gọi là chiếc xe đạp. Như vậy cái tâm mà rộng lớn, cái tâm vì mọi người, cái tâm quảng bá, thì cái tâm đó là đại thừa tâm. Còn cái tâm mà vì mình, bảo thủ một mình, cái gì lợi cho mình, thì cái đó gọi là tiểu tâm, không gọi là đại tâm. Như vậy thì phàm phu chúng sanh chúng ta sống hàng ngày với cái tiểu tâm nhỏ mọn. Cho nên ai mà nịnh bợ mình, khen mình thì mình thích. Mình thường đến nhà chơi, mình thường giúp đỡ, mình thường quan hệ, mà ai mà nói cái lỗi của mình thì mình ghét bỏ. Chẳng những một mình ghét, rủ người khác ghét theo. Như vậy cái tâm đó là cái tâm tiểu nhỏ. Vì vậy cho nên chư Phật và Bồ Tát thoát ngoài cái tâm hẹp hòi nhỏ mọn của chúng sinh, mà các ngài sống với cái tâm rộng lớn. Rộng lớn của chư Phật Bồ Tát rộng bằng cách nào? Nghĩa là đối với cảnh thuận thì Bồ Tát cũng thương, mà đối với cảnh nghịch Bồ Tát cũng thương. Đức Phật cũng vậy, tán thán Phật, Phật không mừng, mà quỷ bán Phật, Phật không ghét. Ngược lại với chúng ta, ai chửi thì mình ghét, mà ai vưng vợ thì mình ưa. Như vậy mình chưa có cái đại thừa Phật, mà mình chỉ sống với cái tâm nhỏ mọn, cái tâm hẹp hòi ích kỷ. Tôi nói lại để quý vị hiểu. Thế thì chúng ta đọc ở trong những cái kinh mà nói về tiền thân của Phật, thì chúng ta thấy qua cái cuộc đời tu hành của Phật, không phải lúc mà Phật thị hiện tại xứ Ấn Độ thuyết pháp hành đạo, mà ngài tu cái hạnh Bồ Tát trong vô lượng kiếp, biết bao nhiêu sự khó khăn, biết bao nhiêu sự gian khổ. Mà nếu như ngài không có cái đại thừa tâm đó, chắc ngài chán. Cho nên mình làm cái việc gì đó, mình thiếu cái thiện chí. Khi ban đầu mới phát động cái việc làm đó thì mình thích thú lắm. Nhưng mà khi đến cái việc mà mình đụng chạm rồi, trong cái thực tế nó phũ phàng lắm, cái mình bất mãn. Tôi nói đại khái như cái chuyện trong chùa chúng ta, mỗi cái chùa có cái đạo tràng tu học thôi. Thì lúc ban đầu á, quý thầy, quý cô có một cái hướng là muốn tụ tập một số Phật tử lại tu học cho chính đáng. Bởi vì sao? Bởi vì người Phật tử đa số là có tín ngưỡng thôi, nhưng mà thiếu cái chánh tín. Cho nên trong cái sự tu hành của chúng ta nó có nhiều việc bê trễ lắm. Hôm nào tôi sẽ sau cái bài giảng hôm nay đó, là hết cái kinh Bát Đại Nhân Giác, tôi sẽ giảng một cái đề tài riêng nói về chánh tín trong đạo Phật, để cho quý Phật tử hiểu, chứ không thì nguy hiểm lắm.
Cho nên có nhiều gia đình Phật tử rất là thuận thành, ăn chay, có thể là ăn chay trường, rồi làm Phật sự, mọi việc Phật sự lớn nhỏ gì cũng đóng góp hết, nhưng mà chưa có chánh tín với Phật giáo, chưa có cái chánh tín. Cho nên trong cái việc cầu an, cầu siêu, tế lễ, cúng kiến, tất cả mọi việc còn tin mà không đúng với chánh pháp. Cho nên cái phần đó rất quan trọng. Thì quý thầy trụ trì mới thành lập cái đạo tràng tu học. Ban đầu thì chúng ta đến rất là hăng hái, rất là ngưỡng mộ. Nhưng rồi đi vào trong cái thực tế đụng chạm đạo hữu này với đạo hữu kia, cái lời qua tiếng lại xích mích rồi bỏ cuộc. Có chứ đâu phải không? Cho nên Đức Phật mới nói một câu như thế này: chí tình lắm mà đau buồn lắm. Phật nói đệ tử của Phật như bông xoài trứng cá, ào ào vậy chứ rồi rốt cuộc rồi chừng 2-3 người chở chiếc xuồng ba lá không đầy. Rõ ràng vậy đó quý vị. Cho nên mình thấy cái tâm của mình nó đâu có thuần nhất. Sáng nó khác, trưa nó khác, chiều nó khác, hôm nay nó khác, ngày mai nó khác. Mình tin nó nổi không mà mình tự hào tâm của tôi như vậy. Mình tin nó là mình tin giặc. Giặc là sao? Giặc là phá hoại, giặc là độc ác, giặc là hung bạo. Thế mà mình tin cái tâm mình, tức là mình theo giặc. Nó phá hoại cái bản tâm thanh tịnh của mình, nó phá hoại cuộc đời tu hành của mình, và nó phá hoại cái chánh kiến của mình. Mình tin nó sao được? Mà mình tự vỗ ngực mình, nó tâm tôi, tánh tôi, ý tôi. Cái đó, thưa với quý Phật tử, chúng ta nói cách xã giao chơi thôi. Còn mình nói đúng với danh từ Phật học, và mình nói đúng với cái tâm nguyện của người tu hành thì hoàn toàn sai. Cho nên Phật dạy với các thầy tỳ kheo: tôi khuyên tất cả các thầy tỳ kheo đừng có tin nơi tâm của các thầy. Vì tâm của các thầy là tâm duyên, là ý mã, tức là con ngựa nó rong ngoài đồng nội, nó không có dây cương. Con vượn nó truyền cây, không bao giờ nó ngừng nghỉ. Thì cái tâm của chúng ta là vọng tâm, thì nó giống như con ngựa không cương và con vượn truyền cây, sao tin nó được? Thế thì chúng ta trở lại các cái vị Bồ Tát, các bậc thượng nhân, các cái bậc tu hành, luôn luôn các ngài có một cái tâm rất đặc biệt. Cái tâm của ngài xả bỏ, cái tâm của các ngài không vướng bận, cái tâm của các ngài không có phải trái, cái tâm của các ngài không có bị thử. Thì ai làm được việc đó, ai phát được cái tâm đó là tâm đại thừa. Bỉ thử như thế nào? Tức là ở đây, ở kia là bỉ thử. Tức là có mình, có người. Mình cho mình là độc tôn, mình cho mình là nhân vật quan trọng trong vũ trụ. Mình tự hào cái này cái khác. Đó quý vị hiểu, đi chùa là khác, còn tu là khác. Đi chùa chưa có nghĩa là tu, mà tu không có đồng nghĩa với đi chùa. Cho nên quý Phật tử đi chùa, làm tất cả mọi Phật sự, tạo công đức, có công đức mà công đức hữu lậu. Còn quý Phật tử tu mới tạo được cái công đức vô lậu, mới thoát ly sanh tử luân hồi. Chứ đừng có lấy cái nệ đi chùa mà rồi sân cũng còn sân, tham cũng còn tham, chửi rủa cũng còn chửi rủa, thì cái đi chùa đó nó ra làm sao? Mình phải hiểu cho nó rõ ràng. Bởi vì mình tu mà, phải nói cho rõ ràng. Đâu đó nó đàng hoàng, tôi thì ít nói, quanh co nói cho thẳng thắn vậy đó. Để chi? Để mình rút kinh nghiệm, mình tu, mình học. Cho nên quý thầy chúng tôi, thưa quý Phật tử, gian nan lắm. Nói cái gian nan của quý thầy chúng tôi đó,
cũng như quý Phật tử mà khóc hết nước mắt vậy. Một thầy trụ trì mà ở cái ngôi chùa đó cho đến viên tịch đó khóc với bổn đạo cũng cả lu nước mắt. Bởi vì làm dâu thì có một bà má chồng, còn thầy trụ trì làm dâu với bổn đạo, nếu mà chùa đông bổn đạo thì nhiều má chồng chừng đó, mà hãy ít bổn đạo thì ít má chồng vậy thôi. Cho nên cái thầy nào mà ít bổn đạo nó thấy mừng, bởi vì ít có nhiều chuyện. Cho nên bữa nay bà này bà cúng, rồi bà kia bà thấy vậy bà hái, bà nói cúng không cho tôi hai, cúng mình. Vậy cái rồi giận hờn bỏ cuộc hết trơn, chứ đâu phải nó cúng mà yên. Cho nên rồi thầy trụ trì phải làm cái công tác tư tưởng, nói năn nỉ bổn đạo người này người kia để cho việc chùa nó yên. Rồi một lần mà xây dựng mà cất cái ngôi chùa được lên rồi đó, biết bao nhiêu là người đến nói cái này nói cái khác, đủ việc hết trơn mà quý thầy phải chịu. Chứ nếu chúng tôi nghĩ thế này, nếu mà Phật tử hiểu hết thì đâu còn đạo, đâu còn người tu. Sở dĩ Phật tử không hiểu cho nên có quý thầy hiểu, có Phật ra đời để hướng dẫn nhiều dắt Phật tử tu, cho nên có đạo có thầy là vậy thôi. Chứ còn không có thì không được. Mà hễ quý thầy đi cãi lộn với Phật tử, đi chửi lộn với Phật tử thì còn cái gì là đạo. Cho nên thôi tụi con không có biết cái việc đó, quý thầy chỉ cho tụi con thấy, mình ráng mà tu, mình ráng mà làm phước ít lắm. Tới chùa một tháng tới có hai kỳ mà không có để cái tâm để mà học, để mà thảo luận bàn chuyện tu hành, nói chuyện ở nhà, heo đẻ mấy con cũng vô trong chùa nói. Rồi nó dâu nó đẻ con trai con gái, đẻ dễ hay đẻ khó cũng đem vô chùa mà học. Cho nên như vậy đó quý thầy mới khuyên. Hồi tôi ở Nha Trang đó, thì tôi phụ trách cái đạo tràng Bát Quan Trai của chúng Ưu Bà Di. Thì Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng mới nằm ở trên thiền thất, Hòa Thượng mới nghe quý bàn ở dưới trai đường mà bàn cái chuyện thế sự. Cho nên Hòa Thượng mới kêu, Hòa Thượng hỏi: quý bà một tháng đi chùa mấy ngày, một năm ở nhà mấy ngày, mấy bà nói tôi nghe. Thì mấy bà mới thưa: bạch ôn một tháng đi chùa hai ngày, một năm như vậy tính ra vừa lễ lớn lễ nhỏ, rồi trai đàn đi chùa được 20 ngày, còn lại là 300 mấy chục ngày ở nhà, nói cho nó đã đi, vô chùa thôi đừng có nói, uổng cái công mình đi chùa. Cho nên Hòa Thượng khuyên quý bà trong chúng Ưu Bà Di như vậy đó. Thì chúng ta thấy tất cả những cái tôi nêu lên đó là cái gì? Cái nghiệp của chúng ta tạo. Cho nên cái gì nó thuận với dòng sanh tử thì mình dễ xuôi chèo hơn là ngược dòng sanh tử. Chúng ta tu với Phật là chúng ta cầm cái chèo, chúng ta chèo ngược dòng sanh tử, đâu có việc dễ, không có dễ. Cho nên khó thật là khó mới gọi là tu. Mà nếu như dễ thì cái tu hành sự đắc đạo của Phật, Đức Phật chúng ta không có giá trị. Ngài từ lúc mà phát tâm vì tất cả chúng sinh mà tu tập Đại Thừa Giáo, Ngài là con của vua, ăn thì có người hầu, ca hát có người múa, ngủ có người giăng mùng, đi có người đẩy xe. Ngài dạy gì phải vô trong rừng ngồi tu khổ hạnh, dạy gì bị người ta chửi, ở nhà làm vua ai dám chửi không? Chửi bị chém đầu, mà làm Phật thì chửi cả tuần lễ, tới chửi tới sáng, tới chiều, chửi một tuần vậy. Ngài cũng làm thinh, Ngài cũng không có ý kiến gì. Cho nên chúng ta thấy tất cả những cái hạnh mà Đức Thế Tôn thị hiện vào cuộc đời để giáo hóa chúng sanh, đó là cái tâm Đại Thừa. Cái tâm Đại Thừa. Còn chúng ta không phát được cái tâm Đại Thừa đó đó, thì chúng ta coi tất cả chúng sanh là cái thứ quan gia nghiệp báo. Cho nên Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát phát nguyện: địa ngục vị không thể bất thành Phật. Còn Ngài A Nan phát nguyện: ở trong Lăng Nghiêm ngũ trượt ác thế thể tiên nhập. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng thệ nguyện: độ chúng sanh 12 lời thệ nguyện,
Đức Dược Sư Lưu Ly cũng phát 12 đại nguyện để độ sanh. Đức Thế Tôn của chúng ta phát tứ hoằng thệ nguyện để độ sanh. Chúng ta thấy cái ơn của Ngài đối với chúng ta, cái công hạnh của Ngài đối với chúng ta hết sức lớn lao. Cho nên ở thế gian mình làm cái việc gì lớn nhất là vì dân vì nước thôi, chứ đâu có gì tất cả chúng sanh được. Mà đạo Phật các vị Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, ruồi muỗi cho đến côn trùng, cho đến loài súc vật, cho đến loài người, nói chung tất cả các loài chúng sinh, sanh bằng trứng, sanh bằng thai, sanh bằng sự ẩm ướt, sanh bằng loài quá sanh, bốn loài chúng sinh đó Phật vì chúng sinh mà ra đời mà thị hiện. Cho nên chúng ta nói cái ơn của Phật cũng lúc nào cho hết. Hàng đêm vào cái buổi khuya mà mình tụng kinh á, xong rồi mình có cái bài tán Phật hay dữ lắm. Tôi đọc nè: sắc trần tâm niệm khả số tri, đại hải trung thủy khả ẩm tần, hư không khả lượng phong khả kế, vô năng thuyết tận Phật công đức. Sắc trần tâm niệm khả số tri, ai mà biết hết cái tâm niệm chúng sinh ở khắp tất cả các quốc độ. Bây giờ mình mới suy nghiệm nè, mình đẻ ra năm đứa con mà mình biết cái tâm ý con mình hết năm đứa chưa, đừng nói trong cái xóm của mình, trong cái phường của mình. Rồi cái vị lãnh đạo có biết hết cái tâm ý của dân ở trong cái phường mình không, đừng nói đến cả huyện cả tỉnh. Vị lãnh đạo của cả nước có biết được tâm ý của dân mình trong một nước chưa, đừng nói nước khác. Thì cái bài kinh nói sắc trần tâm niệm khả số tri, tức là cái tâm niệm của chúng sinh trong sắc trần quốc độ, tức là nhiều cái quốc độ khác nhau đó, ai là người biết hết? Khó biết. Còn nước ở trong đại hải kia, ai là người uống hết? Nước ở trong biển lớn kia, ai là người uống hết? Câu thứ nhất là sắc trần tâm niệm khả số tri, đại hải trung thủy khả ẩm tần, ai là người có khả năng uống hết biển của nước đại dương? Không ai uống hết. Như vậy câu thứ nhất nói là tâm niệm của chúng sinh trong các quốc độ không ai biết. Rồi biển trong nước ở trong biển lớn kia không ai uống hết. Hư không khả lượng phong phổ tế nhất thiết, nguyện đợi chúng sinh thọ vô lượng khổ. Giờ nói cái phổ tế nhất thiết, tức là đem cái tâm rộng lớn đó mà làm lợi ích tất cả chúng sinh, nguyện thay tất cả chúng sinh mà chịu cái khổ trong vô lượng đó. Tôi nói cái chỗ chí lý này để cho quý Phật tử thấy Đức Phật với chúng ta như thế nào. Cho nên có nhiều vị Phật tử chứ không phải ít quy y Tam Bảo tu với Đức Phật mà còn thấy Đức Phật như cái vị thần linh. Cái chỗ này là cái chỗ còn yếu kém lắm. Về cái sự hiểu, cái sự học của chúng ta còn yếu kém lắm. Cho nên chúng tôi cố gắng để trình bày giải thích cái phần này cho quý Phật tử thấy Đức Phật với chúng ta có cái sự quan hệ như thế nào, mình mới thấy cái ơn của Phật. Luôn luôn Đức Thế Tôn ở sát bên với chúng ta. Bây giờ chúng ta nghĩ này, từ trong vô lượng kiếp Đức Phật với chúng ta là con người ở trong vô lượng kiếp, nhưng từ vô lượng kiếp đến hôm nay Ngài đã đạo thành chánh giác, còn chúng ta thì trôi lăn ở trong lục đạo. Cho nên Ngài luôn luôn sát cánh ở bên cạnh của chúng ta. Khi chúng ta đọa trong địa ngục thì Phật muốn thay chúng ta mà chịu cái khổ ở trong địa ngục cho chúng ta. Nhưng mà nghiệp của chúng ta nặng quá, Ngài không thể thay được. Khi chúng ta được làm người thì Đức Phật thị hiện vào trong cõi nhân gian, thuyết pháp thành đạo niết bàn giáng sinh để giáo hóa, nhưng chúng ta không nghe. Như vậy mình phải tự xét với mình, thiệt là nặng nề nghiệp trước. Cho nên mình không được trùng phùng với Phật
một thở nào đó, hoặc ở Linh Sơn, ở Kỳ Viên hay ở Trúc Lâm, để mình cùng với Phật nghe được pháp âm của Phật mà giải thoát đắc quả ngay trong cuộc đời hiện tại này. Mình bạc phước vô duyên, cho nên hôm nay mình còn trôi lăn trong lục đạo, nay làm thú, mai làm người, mốt làm ngạ quỷ, kia làm bàn sanh, mà trôi lăn biết bao nhiêu số kiếp, đến giờ phút này còn ở đây. Nhưng may mắn thay, chúng ta không gặp được Phật tại thế, nhưng chúng ta thờ được tôn dung của Phật, chúng ta nghe được chánh pháp của Phật, ta gần gũi với thầy lành bạn tốt, gặp được Tam Bảo. Đó là cái duyên kỳ ngộ của chúng ta. Chớ còn nếu thiếu cái duyên đó thì chắc chắn là chúng ta không nghe được cái danh từ Tam Bảo, đừng nói gặp thầy lành bạn tốt, đừng đến đạo tràng nghe pháp, khó lắm thưa quý Phật tử. Cho nên trong kinh Đức Phật nói nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Nói cái khó mà chúng ta làm người, khi bây giờ chúng ta làm được con người rồi, mà sau khi chúng ta bỏ cái xác thân này, chúng ta trở lại làm người, nói trăm khó ngàn khó. Nói khó mà khó bằng cách nào? Trong kinh A Hàm Phật mới thí dụ, ở dưới biển Đông có một cái khúc gỗ mục, cái khúc gỗ có cái bọng trôi lềnh bềnh trên mặt biển. Ở dưới đáy biển Đông có con rùa đuôi, mà 100 năm như vậy con rùa nó nổi lên mặt biển một lần, mà nó chui trúng vào cái bọng cây đó, Đức Phật nói còn dễ hơn là con người chúng ta chết đi, bỏ cái thân xác này rồi trở lại làm người, khó hơn là cái hoàn cảnh con rùa đuôi mà ở dưới đáy biển 100 năm chui lên mặt biển mà trúng cái bọng cây. Mình đem cái chai dầu nhị thiên đường mình để giữa sân đó, mà con chim con quạ nó bay ngang, nó ỉa lọt trong cái chai dầu nhị thiên đường đó, còn dễ hơn là con rùa đuôi ở dưới biển mà nó chung lên mặt biển 100 năm một lần mà chui trúng cái bọng cây đó. Thưa quý vị, khó lắm. Cho nên vì vậy mình mới thấy Đức Phật thay chúng sanh để chịu cái khổ. Đức Phật giáo hóa chúng sinh, khi chúng sinh được làm thân con người, có trí khôn, có lý trí, có đạo đức, nhưng chúng ta không nghe, không nhận. Để rồi khi chúng ta bỏ cái thân xác này, chúng ta trôi lăn trong lục đạo, thì chúng ta biết khổ. Như vậy cái việc làm của Phật với chúng sinh có cái nghĩa là thay chúng sinh chịu khổ. Bây giờ tôi nói cái nghĩa thay chúng sanh á, nó có hai cái nghĩa rất là thù thắng. Cái nghĩa thứ nhất á, là người ta hiểu như thế này: mình thay có nghĩa là mình đến nhà của người đó, mình giúp việc, gánh vác, lo công việc nhà, hay là giữ em, hay là giữ xe dùm cho cái người đó, gọi là thay chúng sanh để chịu cái khổ. Cái nghĩa đó là cái nghĩa rất là đơn giản, mà ở đời chúng ta thường có cái sự quan hệ xã giao với nhau, nhất gia hữu sự bá gia ưu, tức là một nhà có việc trong nhà lo. Đó là nói cái mặt tương đối xã giao ở xã hội. Chứ nói cái lý của Phật pháp mà thay chúng sinh để chịu cái khổ đó, thay như thế nào? Chúng tôi làm thầy ở chùa xuất gia học đạo, quý Phật tử lo cho Tam Bảo, cúng dường cho quý thầy tu học, chúng tôi trả ơn cho quý Phật tử, trả cách làm sao? Tới nhà quý Phật tử gánh nước cho quý Phật tử để trả, phải không? Giữ con quý Phật tử để trả, phải không? Hay là làm sao trả đây? Nói thay thì phải thay cái gì đây? Nói trả cái ơn thì trả cách sao đây? Cho nên chúng tôi cố gắng tu hành, bởi vì cái đức độ của một người tu nó có thể lan rộng ra tất cả mọi người chung quanh được nhờ cái phước đức đó. Trong sách nhà Nho
Đức Khổng Phu Tử có nói cái câu như thế này: nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Một người làm phước trăm người nhờ. Mình thấy cái người đó có cho mình cái gì không gọi là nhờ. Cái người tu hành đó có cho mình cái gì không mình nhờ, hay là mình cho cái vị đó ăn, mình nuôi cái vị đó về vật chất, về mọi mặt thuốc men, vân vân. Như thế chúng ta xét về cái mặt xã hội, cái người tu đó không cho mình cái gì. Thì như vậy trong kinh sách nói, Đức Phật nói, Đức Khổng Phu Tử nói, một người làm phước trăm nhà nhờ, thì nhờ bằng cách nào? Đó, tôi chỉ cho quý vị thấy nè. Bây giờ ở trong cái xóm của mình có một đạo hữu A đó, quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới cấm của Phật, rất là thanh tịnh, rất là tinh tấn. Cho nên mình đi đâu, mình đến mình nhờ cái ông đạo hữu đó đến coi nhà giùm mình, rồi giao chìa khóa luôn cho ông đạo hữu đó, nhờ không? Bởi vì ông không ăn cắp, mình mới dám nhờ, chứ mình dám đưa cho người ăn cắp không? Cái người không có tu hành, đầu trộm đuôi cướp, mình dám giao chìa khóa, mình dám giao nhà không? Cho nên mình đến mình nhờ cái đạo hữu mà tu trong cái đạo tràng của mình đó, giới hạnh trang nghiêm, có đức độ, mình giao nhà giao cửa, mình về quê thọ tang cho bà nội ông nội mình một hai bữa, mình dám giao. Như vậy một người dám giao nhà, hai người giao nhà, mười người giao nhà, thì trăm người nhờ chứ sao? Bây giờ cái ông đạo hữu B này cũng là người tín đồ, người Phật tử, thọ trì tam quy ngũ giới thanh tịnh. Khi đến nhà mình chơi, mình tin tưởng, bởi vì anh Phật tử này đã thọ giới, giữ giới trang nghiêm thanh tịnh, đâu có dê con gái với vợ mình, cho nên mình khỏi có để ý cái anh bạn này khi tới nhà mình. Còn cái anh bạn kia xấu lắm, tới nhà mình không dám cho họ tới, mà con mắt thì lùm lùm, cho nên mình thấy mắt ghét. Vì vậy cho nên nhân tác phước thiên nhân hưởng. Còn một cái bông mà nó thơm, nó có cái mùi hương, nó mọc chung với cái đám hoa dại, thì cái đám hoa dại ấy được thơm lây. Người ta đến cái vườn hoa dại, người ta nghe cái mùi hương thoảng của cái bông thơm, mà chỉ có một cái bông trong cái vườn hoa dại đó thôi, mà cái vườn hoa dại ấy được thơm lây. Cho nên chúng ta thấy cả miền Trung, cả miền Bắc, cả miền Nam, ai lại không nghe cái danh của Hòa Thượng Thích Thanh Từ? Có một chứ đâu có hai. Có ai giả làm Hòa Thượng Thanh Từ được không? Mà cái danh của Hòa Thượng, cái tiếng thơm của Hòa Thượng, cả trong nước và ngoài nước, Hòa Thượng là cái bông thơm mọc ở trong cái rừng hoa dại. Hòa Thượng là con người ở trong cái hạng con người mà Hòa Thượng có đạo đức, Hòa Thượng có tu hành. Cho nên vì vậy nói người tu thay chúng sanh để chịu khổ, chư Phật và Bồ Tát thay chúng sanh chịu khổ, là Đức Thế Tôn bỏ thê thần tử phượt, bỏ cung vàng điện ngọc để tu đắc đạo giải thoát, rồi đem cái giáo lý giải thoát giác ngộ này giáo hóa dạy dỗ cho tất cả chúng sinh. Nhờ đó mà hơn 2000 năm ánh sáng của đạo giải thoát, chân lý của giác ngộ vẫn còn tồn tại trên cuộc đời đau khổ này. Tôi nói nếu không có đạo Phật mà xuất hiện trong cuộc đời đau khổ này, thì nhân loại sẽ tàn ác cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có giáo lý từ bi của đạo Phật mới có thể xóa bỏ được hận thù. Mà cái hận thù triền miên của nhân thù nhân loại đó là hận thù của ý thức, hận thù của chiến tranh. Như vậy ai muốn hòa bình, ai muốn độc lập, ai muốn được tự do hạnh phúc, thì người đó phải thực hiện lòng từ bi của Phật mới xóa bỏ được hận thù. Vì Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, không thể lấy hận thù trừ được hận thù, mà chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Đó là định luật ngàn xưa. Một nền hòa bình lặp lại
trên thế giới, điều kiện loài người phải sống trong ý thức từ bi của đạo Phật. Ngoài cái đạo từ bi của đạo Phật ra, không còn một giáo lý, không còn một giáo điều nào cao hơn để thực hiện nền hòa bình của nhân loại ở trong thế giới đảo điên này. Đó là cái điều rất là căn bản. Cho nên nói, nguyện đợi chúng sinh thọ vô lượng khổ não. Đức Phật thay cái khổ của chúng sinh, các vị đại Bồ Tát, đâu phải các ngài tu hành khổ cực mà khi đắc quả vào niết bàn các ngài an hưởng ở cái quả vị cứu cánh đó đâu, mà các ngài còn phải lăn xả vào cuộc đời đau khổ để thuyết pháp, để giáo hóa, để dìu dắt và uống nắng cho con người chúng ta trở lại làm người. Thôi bây giờ tôi chỉ một cái việc cụ thể nhất sát với quý vị để quý vị thấy là tam quy ngũ giới. Như vậy Đức Phật dạy Phật tử chúng ta giữ gìn năm giới là giữ gìn cái nhân cách của con người. Mình xét lại mình giữ được mấy giới? Mà mình không giữ tròn năm giới, tức là mình mất nhân cách làm người, thì như vậy mình thấy cái ơn của Phật đối với xã hội, đối với tổ quốc và đối với chúng ta như thế nào. Nếu mọi người chúng ta ai cũng giữ được cái giới ăn trộm hết thì thế giới này có an lạc không? Xã hội loài người có được hạnh phúc không? Gia đình chúng ta có được an lạc không? Và mọi người giữ cái giới thứ ba là không có tà dâm thì gia đình chúng ta có hạnh phúc không? Ngắt người ta không giữ. Cho nên thế giới càng khổ đau, gia đình chúng ta càng ngày càng mất hạnh phúc và xã hội rối ren là do chúng ta không tu, thiếu tu. Chứ còn nếu chúng ta tu đó thì xã hội chúng ta là cực lạc của trần gian. Mà chỉ có làm tròn nhân cách của con người thôi mà xã hội được an lành như thế đó. Chưa nói mình tu lục độ, chưa nói mình tu bát chánh đạo, chưa nói mình tu những cái pháp môn khác nữa, mà tu ngũ giới cấm thôi thì xã hội nhiễu nhương đau khổ của chúng ta tức thì trở thành an lạc, cực lạc liền. Như vậy cái thai chúng sinh mà chịu tất cả những khổ não là sự giáo hóa của Phật. Linh chư chúng sinh tất cánh đại lạc, tức là khiến cho tất cả chúng sinh là được hưởng cái niềm vui cứu cánh. Chữ linh có nghĩa là